Mình sẽ dựng cái nội thất như thế này. Mình sẽ vẽ một khối bóc. Kích thước của nó sẽ là kích thước của cái phòng đấy. Ví dụ mình lấy kích thước là cái phòng sẽ là 5 mét nhân với cả 4 mét nhân với cả cao khoảng 3 mét 2 khoảng đấy, cao khoảng 3 mét 2. Ví dụ một khối như thế này. Được chưa? Một khối như vậy. Bước tiếp theo, convert nó về poly này. Để poly nhá. Chỉnh lại đơn vị xem sao. Ok. Sau khi convert poly, mọi người sẽ chọn cấp độ thứ tư này, mặt phẳng này. Chọn tất cả các mặt. Thì mình có thể chọn lệnh Ctrl A đúng không? Ctrl A. Để chọn tất cả các mặt. Sau đó mọi người chọn lệnh flip. Chọn flip ở trong cái phần edit polygon này. Nó là một lệnh trong cái nhóm lệnh hiệu chỉnh cái mặt phẳng đúng không? Flip này. Để đảo mặt vào trong. Đảo toàn bộ cái mặt mặt pháp tuyến vào trong, tức cái mặt là mình có thể nhìn thấy đúng không? Sau đó thì mọi người nhìn cái khối này nhá. Vừa mặt bằng mình để mình quan sát thì đây là mặt top này, mặt bằng đúng không? Thì cái khối của mình như này, mình xác định đây là mặt ở phía dưới này sẽ là mặt đứng, đây là mặt phía sau, mặt đây là mặt bên phải, đây là mặt bên trái. Mình sẽ chọn cái mặt đứng này. Chọn mặt phía trước, front đúng không? Xóa đi. Được chưa? Xóa đi. Thì để nó có được cái không gian như thế này, mình xóa mặt đằng trước đi để mình dựng nó dễ hơn. Về sau mình nối lại sau. Được chưa? Sau khi mày phá xóa được đi như này rồi, chọn cấp độ thứ hai này. S. Có thể bật F3 lên đúng không? Cho dễ nhìn. Chọn cấp độ thứ hai, mọi người dùng F3 để cho nó dễ nhìn này. Mọi người chọn lệnh connect. Được chưa? Chọn hai cái cạnh trên dưới này để connect. Sau đó connect thành hai cái này. Mục đích của cái việc này là để tạo một cái cửa. Đây mình coi như đây là một cái cửa nhá. Connect thành hai cái, sau đó mình sẽ điều chỉnh bằng cái thông số ping và slide. Ví dụ ping là co giãn này, có nghĩa là mình sẽ để cái độ rộng của cửa là bao nhiêu từ đây sang đây là cái cửa này. Ví dụ cái cửa nó rộng khoảng khoảng bằng này. Thì để xác định cái cửa rộng bao nhiêu thì mình có thể đoán biết bằng từ đây sang sang đây là cái vòng của mình rộng 4 mét. Thì cái cửa này ví dụ mình chia đôi ra như này thì mỗi bên sẽ là 2 mét đúng không? Mình chia đôi tiếp chẳng hạn. Thì mình nhìn nó khoảng bằng 1/4, sau đó thì cho nhỏ hơn một chút thì nó sẽ là cửa rộng 900. Sau đó mình kéo dịch sang đây. Slide này để kéo để dịch chuyển. Ví dụ như cái cửa nằm ở đây chẳng hạn. Ví dụ thế. Cách ra khỏi tường một tí đúng không? Ok này. Ra. Thì mình đã có chiều rộng này rồi. Bây giờ mình xác định chiều cao của cửa. Cái dạ cửa phía trên đúng không? Chọn connect. Đưa về 1, lấy một cái thôi, sau đó chỉnh cái thông số này về 0 hết. Thì từ đây đến đây là 1 mét là 3 mét 2 đúng không? Ở giữa sẽ là 3 à, 1 mét 6. Mình sẽ dùng slide để điều chỉnh. Ví dụ 1 mét 6 này. Thì từ đây một là 1m6 này. Nếu mọi người lên 50, lên đến thông số 50 ấy, thì nó sẽ cộng thêm 800 nữa, đúng không? Thì 1m6 cộng với cả 800 sẽ thành 2m4. Đấy. Thì từ đây đến đây sẽ mình sẽ xác định là 2m4. Ok. Bởi vì nếu mà nó là 50 từ 0 đến 100 mình lên 50 thì sẽ cộng thêm một nửa của cái đoạn còn lại. Thì đây là cái cửa cao 2m4 này và rộng khoảng 900 đúng không? Thì mình có cái cửa như này rồi. Tiếp theo mình chọn cấp độ mặt này, chọn cái cửa này, zoom lên đúng không, để mình chế để tạo ra thành cái cửa. Bây giờ cái cửa này nhá, mình sẽ chọn lệnh extrude để extrude dịch ra ngoài một chút, nổi ra ngoài ví dụ khoảng 10 thôi. Ok. Sau đó mình chọn lệnh
outline này, lệnh inset. Lệnh inset để làm gì? Để co cái cửa này vào, co cái khung này vào. Ví dụ mình tạo cái, đây là cái khung cửa, nó khoảng 80 chẳng hạn. Ok, inset nó vào như này. Lúc này mọi người có thể chọn group hoặc by polygon đều được, bởi vì nó chỉ có một mặt thôi đúng không? Không cần, cái đấy thì chưa quan trọng. Bước tiếp theo, mình chọn cấp độ thứ hai này và chọn các cạnh ngang này, thì mình sẽ dùng lệnh connect để kết nối bên này qua bên kia đúng không? Cái bước này để mình làm cái trong cái cửa này thì không có, nhưng mình sẽ làm design thành một cái cửa bình thường nhá. Chọn thành hai cái này, sau đó mình sẽ dùng ping này co lại. Ví dụ cái cắng ngang cái huỳnh à, cái ngang của nó sẽ bằng này chẳng hạn, cái ngang ngoài cửa. Cái ngang này thường sẽ to hơn cái này một chút. Mình để như vậy. Ok này. Cái dưới này có thể cao hơn, nó có thể to hơn bình thường. Tức là cái gỗ ở dưới này có thể to hơn cái dọc này. Thì mình sẽ kéo dịch lên một chút. Có thể nó sẽ bằng cái ngang ở đây. Bước tiếp theo này. Chọn hai cái cạnh dọc này đúng không? Mình sẽ tiếp tục connect thành hai cái, thì cái này nhỏ thôi, nó không còn to. Độ mình để khoảng 65. Ok. Bây giờ mình tạo tiếp cạnh ngang ở đây thì lại chọn cả bốn cái cạnh theo cặp cạnh ở đây. Ở phần trên này. Connect. Thì cái này mình có thể connect thành hai cái này và giãn ra một chút. Mình nhìn khoảng từ đây đến đây, mình muốn chia 3 đúng không? Thì sau này mình sẽ thêm một cái hai cặp cạnh nữa vào đây, cho nên mình sẽ kéo giãn ra một chút. Ok này. Tiếp tục chọn hai cái này. Connect tiếp ra. Và mình sẽ giãn ra như thế này. Nhìn sao cho cái từ đây lên và từ đây sang nó bằng nhau. Có thể zoom lên nhìn cho rõ này. Cái này thường là sẽ nhìn bằng mắt thường. Bây giờ xong cái khung của nó rồi đúng không? Mọi người sẽ chọn cái độ mặt. Được chưa? Chọn cái độ mặt. Ở đây mọi người muốn đổ chất liệu luôn cho nó này. Tức là muốn cho nó có một cái chất liệu. Thì mình sẽ chọn mặt này. Chọn toàn bộ cái mặt cửa này. Mình sẽ chọn dùng lệnh by and roll đúng không? Kích vào cả mặt này. Thì mình sẽ chọn được cả mặt. Nó sẽ không chọn lan sang đây. Nếu mình không dùng lệnh này thì chỉ chọn được từng mặt một thôi, thì nó sẽ mất thời gian. Mình chọn cả như này. Sau đó mình muốn chọn ra cả cái mép này, mình chọn lệnh grow đúng không? Để mở rộng. Tức là nó sẽ lan rộng cái vùng mình chọn ra bên ngoài một chút. Mình bật cái bảng M, bảng vật liệu lên. Mình dùng chọn một ô chất liệu bất kỳ đây này. Mình có thể đặt tên ở đây. Gọi nó là cái, đây là cái khung cửa nhá. Khung cửa. Và đổ, dùng lệnh này. Để gán cái khung cửa đấy vào đây. Thì bắt đầu nó sẽ mang vào đây đúng không? Mọi người muốn thay đổi màu sắc của nó có thể kích vào dòng diffuse này và biến đổi nó đi. Độ thành màu nâu, tạm thời như thế đã. Còn cái bảng này mình chưa nói đến vội đúng không? Sau này mình sẽ tìm hiểu về vật liệu thì mình sẽ nói kỹ. Bây giờ mình chỉ phân biệt màu cho nó dễ nhìn thôi. Tiếp theo mọi người tắt cái tính năng này đi, chọn các ô này. Thì giữ lệnh control để chọn. Bây giờ mình sẽ extrude. Extrude là âm vào trong, thụt vào trong đúng không? Bởi vì đây là phần kính, thụt vào trong khoảng -25 chẳng hạn. Ok nhá. Đấy. Thì cái phần này nếu mình dùng là kính thì mình chỉ thụt vào trong và mình đổ cho nó chất liệu khác là được. Mọi người có thể ở đây khi mình chọn một mặt đấy, mình có thể dùng phím F2, được chưa? F2 là để nó hiển thị cái việc mình chọn cả cái mặt đấy hay là chỉ hiển thị cái khung thôi. Nếu mình không ấn F2 thì nó chỉ hiện khung của cái mặt mình chọn thôi. Còn nếu mình ấn F2 một lần nữa thì nó sẽ hiện cả cái mặt đỏ ấy lên đúng không? Đấy, cho nên là mình sẽ dùng cái lệnh F2 đấy rất là linh hoạt. Ví dụ bây giờ mình muốn nó là cái cửa gỗ có huỳnh bình thường nhá. Thì mình sẽ dùng lệnh inset ở đây. Được chưa? Thì sẽ tạo được các cái ô như thế này.
khoảng 30 thôi, 40 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Bây giờ mình chút nó lên. Hoặc mọi người muốn cái này nó cái này nó khi mình insert như này thì nó phẳng, nhưng muốn mình muốn nó nổi lên chẳng hạn. Thì sau khi insert mọi người có thể đẩy nó lên một chút, thì có thể dùng phím F12 này. Di chuyển cái mặt này đúng không? Theo trục, nhìn trục ở đây. Trục Y này. Ví dụ trừ khoảng 10 chẳng hạn. Ok. Bây giờ mình sẽ dùng lệnh extrude tiếp để extrude cái mặt này lên khoảng 10 nữa. Đấy. Thế là mình sẽ có một cái khung cửa và cái cửa như thế này luôn. Đấy, về sau này mình sẽ chỉ thay đổi vật liệu, chỉ chế vật liệu cho nó thôi. Thế là mình đã có cái cửa nhá. Tiếp theo này, quay lại cái ảnh mẫu. Thì đây là một cái back. Mình sẽ tiếp tục chế cái back này. Thì mình sẽ lại chọn cấp độ thứ hai này, chọn cặp cạnh từ trên xuống dưới này. Cái dạ cửa này, cái vết dạ cửa mình giữ lại nhá. Về sau mình còn dùng làm cửa sổ rồi làm các thứ khác. Thì mình connect thành một cái thôi. Sau đó mình sẽ dịch chuyển đến đây chẳng hạn. Nó phải cách cái cửa một đoạn đúng không? Ví dụ như vậy. 65. Ok nhá. Tiếp tục connect. Đưa về 0 này. Và tăng lên thành đôi cái, thành hai cái. Mình dùng pin để kéo giãn ra. Ví dụ từ đây sang đây này sẽ là cả cái mảng gỗ đấy. Tức là cái mảng này và mảng này đúng không? Nó sẽ chiếm trong không gian này. 50. Có thể là co lại một chút nữa. Ok nhá, tạm thời ok. Tiếp theo mình sẽ tạo mấy cái vết này. Connect nó ra. Đưa về 0 này thì nó sẽ chia 3, chia đều ra như này. Trên một cái cạnh này khi mình connect thành hai cái nó tự động nó chia 3 ra. Đúng không? Insert hai điểm thì nó sẽ thành 3 khoảng. Ok. Bây giờ tiếp tục là các cái đường ngang này chẳng hạn, thì mình có thể chọn từng cặp cạnh này để connect. Nhưng mà lúc đấy nó sẽ tạo ra cả cái đường ngang ở đây. Được chưa? Mình không muốn như vậy thì mình sẽ làm từng cặp cạnh một. Được chưa? Hoặc mình sẽ dùng cách khác là chọn mặt này. Chọn cái mặt ở đây. Sau đó mình dùng lệnh slide plane này. Thì cái lệnh slide plane này thì mình sẽ dùng mình kéo lệnh slide plane này để chia cắt. Thì mình sẽ dùng mình kéo đến từng khoảng một. Ví dụ mình muốn cắt ở đây. Nhưng dùng slide plane mọi người phải nhìn bằng mắt thường, nó sẽ không connect đều cho mình. Ví dụ mình chọn ở đấy, mình chọn slide này, sau đó kéo xuống này. Đấy. Chọn slide này. Đấy, thì có thể là có cái thì hơi ngắn, cái thì hơi dài một chút, mọi người phải nhìn bằng mắt thường. Nếu mình không quen mình có thể dùng lệnh connect bình thường. Được chưa? Thì mình tạo được như này. Sau đó thoát lệnh slide đi. Thì mình đã có các cái segment như này rồi. Tiếp theo mọi người chọn các mặt ở đây. Thì cái này mình phải giữ Ctrl để chọn thêm, chọn cộng các mặt. Bây giờ mình dùng lệnh gì nhỉ? Insert. Thì lệnh insert để làm cho mình muốn tạo cái rãnh ở đây. Tức là tạo các cái mặt này nó tách ra một chút. Mọi người để khoảng 20, 25 chẳng hạn. Nhưng khi để như này rồi ấy, thì mình phải chọn chế độ by polygon, bởi vì đây mình đã chọn nhiều mặt mà nó gần nhau. Nếu chọn group thì nó sẽ gộp lại như này. Mình chọn by polygon để tách từng mặt ra như này. Thì nó sẽ mỗi giữa các mặt nó sẽ có độ rộng theo mình đặt ở đây. Ví dụ đây là 25 cm này, từ cái mép này vào đúng không? Thì đoạn này sẽ có độ rộng là 50. Mình sẽ để khoảng 20 thôi thì nó có độ rộng khoảng 40. Ok này. Tiếp tục mình sẽ dùng lệnh extrude. Được chưa? Ví dụ như ở đây nha, mình extrude lên này khoảng 40 chẳng hạn. Đấy. Sau đó mình sẽ bật bằng M lên chẳng hạn. Vì đây là một cái bách gỗ. Mình đổ chất liệu gỗ cho nó, mình chọn ô vật liệu khác. Mình đặt tên là gỗ. Gỗ ốp chẳng hạn. Được chưa? Mình đổ nó vào, dùng lựa chọn này để mọi người đổ vào. Thì mình sẽ thấy là ở đây này, cái mép này
nó lại không mang cái vật liệu mình muốn đổ. Thực ra ở đây nó vẫn là vật liệu gỗ đúng không? Thế thì mọi người sẽ dùng cách là grow này để mở rộng nó ra rồi đổ vào, rồi gán nó vào. Hoặc mình không muốn làm như thế thì trước khi etude nhá, mình chọn mặt này xong mình sẽ đổ luôn chất liệu, được chưa? Sau đó mình mới etude thì cái mặt, cái cạnh mà được etude lên nó cũng sẽ mang theo cái tính chất vật liệu của cái mặt ban đầu, được chưa? Thì cái đấy mọi người sẽ lưu ý. Sau khi mà etude được cái này rồi, mình không muốn cái mép này nó vuông vức như này, mình muốn nó vát thêm một chút như này, vát đi, thì mình sẽ chamfer, tức là mình sẽ làm cho cái góc cạnh này nó vát đi một chút. Mọi người sẽ làm như sau. Ở đây nhá, thì mình có cái cách là chọn sang cái cấp độ thứ hai đúng không, S này, rồi mình connect, à mình chamfer. Nhưng khi mình làm như vậy, mình phải chọn từng mặt, từng cạnh ở đây một đấy, và chọn từng cạnh như vậy để hết được các cái miếng này mình thì nó mất rất mất thời gian đúng không. Mình chọn xong rồi mình connect, à mình chamfer, cho nên nó cũng khá mất thời gian, ví dụ như vậy. Nhưng mình có một cách khác nhanh hơn, đó là trong khi mình đang chọn mặt ở đây, trong khi mình đang chọn các mặt này, mình muốn chọn các cái đường sinh, các cái đường segment nằm trên cái bề mặt này, trên cái mặt mà mình đang chọn, mình sẽ giữ phím Ctrl, sau đó thì chọn sang cấp độ thứ hai, thì tự động nó sẽ chuyển cái phần mình đang chọn từ cái cấp độ này qua cấp độ kia. Lúc đấy mọi người chỉ cần chọn lại chamfer, mình sẽ chọn được luôn các cái ấy mà mình, các cạnh trên các mặt này mình chamfer như này, nhanh hơn đúng không? Ví dụ như vậy, chamfer mình nên có kích thước khoảng 20 chẳng hạn. Ok nhá, thoát lệnh này đi. Thì mình đang có cái back và cái cửa rồi. Tiếp theo mình sẽ chế cửa sổ. Mình sẽ làm cái cửa sổ. Cửa sổ làm như sau này. Bây giờ mình cần phải tạo độ cao cho cửa sổ trước, đúng không? Thì mình có thể chọn cách là chọn mặt này, sau đó dùng lại cách dùng lệnh quick slide. À quên, dùng lệnh slide plane. Được chưa? Sau đó thì kéo, kéo cái này. Đấy. Thì kéo cái này mọi người muốn nó lên 900, mọi người có thể đưa cái thông số này về 0 trước. Đấy. Sau đó thì cộng lên 900. Thì cái quick slide, à cái đường slide plane này, nó cũng có tọa độ của nó mà, cho nên nó sẽ được từ đây lên là 900. Sau đó mình chọn là slide thì nó sẽ, và thoát cái lệnh này đi, tạo cho mình một cái đường mới rồi đúng không? Bây giờ mình tạo các cái cạnh dọc. Chọn các cái cặp cạnh ở đây. Connect. Ví dụ muốn thành một cửa sổ hoặc hai cửa sổ, mình sẽ ví dụ như hai cửa sổ như trong hình nhé. Thì connect thành 4 cái đúng không? Sau đó thì giãn nó ra. Ok. Cái khoảng này mình muốn nhỏ lại này, mình sẽ chuyển cấp độ 1. Quét các khoảng ở đây. Và mình dùng lệnh scale. Co lại. Mọi người có thể về mặt bằng. Nhưng về mặt bằng này sẽ khó nhìn. Thì mình về mặt bên. Mình nhìn đây là cửa sổ này, cửa sổ này. Khoảng giữa này. Sau đó thì mình đã có hai ô cửa sổ như này. Tiếp tục chọn cái cấp độ thứ tư này, chọn hai mặt này, mình extrude vào bên trong, extrude âm vào trong trừ khoảng 150 chẳng hạn. Ok này, cái này mọi người phải extrude sâu khoảng 100 đến 150 thì nó có độ dày, nó có độ dày được cho cửa sổ. Bây giờ mình sẽ chọn cái mặt này này, được chưa? Và mình muốn đây là cái cửa, cửa có thể là cửa ô cửa bằng bằng gỗ chẳng hạn, giống như cái chất liệu khung cửa này, thì mình đổ luôn chất liệu cho nó thành màu 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 nâu, để mình chọn sang ô này mình đổ, tắt cái bảng đi cho đỡ vướng màn hình. Mình chọn hai cái này đúng không, mình chọn lệnh gì nhỉ, inset vào trong để tạo cho cái độ dày của cái khung cửa sổ khoảng 60 chẳng hạn. Ok, từ đây nhá, mình lại chọn cấp độ thứ hai này, chọn cạnh này, cạnh này,
từng cặp cạnh từ trên xuống dưới. Dùng lệnh gì nhỉ? Connect. Ví dụ như vậy, đối với 0 này. Được chưa? Ok. Sau đó mình giữ Ctrl chọn thêm cạnh này. Cạnh bên này. Connect theo chiều ngang nhỉ? Ví dụ như vậy. Đây là mình làm nó đều đều như vậy, nhưng khi mọi người làm có thể chia thế nào đấy theo ý của mình nhá. Ok nhá. Hơi đều nhau một chút đúng không? Chọn cấp độ 1 này, giữ Ctrl chọn cấp độ 1, sau đó scale nó lại chẳng hạn. Sau đó mình sẽ chọn hết các cạnh này. Mình chọn lệnh chamfer để chia nó ra, chia đôi ra. Ví dụ mình muốn thành cái này thành 50 thì mình để 25 mỗi bên thì nó thành 50. Bây giờ chọn cấp độ thứ tư này, chọn các mặt này. Thì khi mình chọn này thì nhiều khi mình chọn nhanh quá có thể nó sẽ bị nhầm thành thực hiện lệnh luôn. Mình cho chọn sang công cụ select object này. Mình chọn, sau đó mình mới chuyển sang đây mình làm gì làm. Mình connect, mình sẽ dùng lệnh echo đúng không? Echo vào trong. Khoảng trừ 40, 30 gì đó. Trừ 40 đi. Cho nó có độ dày. Bây giờ nhá. Mình sẽ bật cái bảng M lên đúng không? Chọn một ô khác. Mình đặt tên là kính. Và mình đổ chất liệu luôn cho nó. Và mình đổi màu đi. Giả sử mình đổi sang màu xanh. Được chưa? Thì trong có thể mọi người khi mọi người dựng hình ấy thì chưa biết về Vray, cho nên là có thể là chưa cài Vray. Thì cái bảng vật liệu này nó không hiện được các cái màu sẵn như này cho mình. Thì mỗi một cái ô vật liệu này nó sẽ có cái trạng thái là cái vật liệu cơ bản standard như này. Thì cái cách đổi màu thì cũng tìm đến cái dòng diffuse của nó để mình thay đổi màu thôi. Được chưa? Tìm đến cái dòng diffuse ấy để thay đổi màu. Thì đây coi như là đây là sắp xong cái phòng đúng không? Bước tiếp theo mình sẽ chế cái trần. Đây. Trần đây đúng không? Chọn mặt này. Bây giờ mình sẽ chọn lệnh inset để outline nó vào trong như này. Nhưng khi chọn lệnh inset ấy thì nó sẽ bị lỗi. Mọi người nhìn thấy nó sẽ bị lỗi như này. Thường nó sẽ tập trung vào giữa đúng không? Nhưng mà khi đây trường hợp này nó bị lỗi. Lý do là ở các cái mặt này, các cạnh này nó đã có quá nhiều cái điểm và các segment ở đây. Thì khi mình inset vào trong ấy, nó sẽ các cái điểm này nó sẽ được đi vào tạo ra các segment. Thì những cái segment này nó, những cái đường sinh này nó trồ ngang vào nhau, tức là nó giao nhau. Nó không tụ vào nhau mà nó giao nhau này. Tạo ra cái đường chéo và điểm đen như này. Tức là ở đây này là các cái mặt phẳng nó bị trùng nhau. Thì về sau khi mình render nó sẽ bị lỗi. Mình sẽ không làm như vậy. Mình sẽ vẽ một khối. Mình về mặt bằng này. Mình muốn cái ô trần của mình nằm ở giữa phòng. Thì mình sẽ vẽ một khối bóc khác. Vẽ đúng kích thước của cái ô trần đấy luôn. Ví dụ ô trần đấy kích thước là 2m7, 2m, 3m đi. Đấy, ví dụ như vậy, chiều này là 2m rưỡi, 2m2 thôi. Ví dụ như vậy nhá. Bây giờ mình đưa cho nằm ở giữa phòng. Anna vào cái phòng này. Đấy. Nhưng alpha Anna như này nó sẽ không chuẩn, không chuẩn cho lắm. Bởi vì đây cái phòng này đã bị nhoi ra một miếng này rồi, như này rồi. Thì mình trước tiên mình cứ Anna theo trục Y trước đã, center. Còn trục X mình có thể mượn một cái khối khác. Đấy. Kéo nó ra này. Anna theo khối này. Theo trục X. Ok. Để cho nó nằm giữa phòng rồi xóa khối đi. Tức là từ đây sang đợi, từ đây vào này và từ đây vào nó sẽ bằng nhau. Bây giờ nha, mình sẽ tạo các đường segment ở đây theo cái khối bóc này.
bằng cách là chọn cái khối phòng này này, chọn mặt này, được chưa? Sau đó mọi người về mặt bằng, bật cái F2 cho nó ẩn cái mặt hiển thị đi. Bây giờ mình muốn tạo segment theo cạnh này, mình sẽ chọn lệnh Quick Slide và mình chọn chế độ bật điểm này, cắt theo cái hướng này của mình. Đấy. Như vậy thì mình sẽ chặt được nó, đúng không? Nhớ là mình phải chọn mặt trước nhá, thì nó chỉ chặt nguyên cái mặt trần này của mình thôi. Sau đó mình chọn cái mặt trần này, chặn ở đoạn giữa, đúng không? Và người ấy chốt lên 100 trừ 100, cao lên này, đúng không? Ok, giật lên 100 này, được chưa? Tiếp tục lại giật lên 100 nữa, hoặc là lúc mình ấy chút lên 200 chẳng hạn, trừ 200 nhá, trừ 200. Ok, chọn cấp độ cạnh này, chọn một cạnh ở đây. Khi cái trần này nó còn cái khe trần bên trong nữa, cho nên mình chọn một cạnh ở đây này. Mình chọn lệnh ring để chọn được hết các cạnh vòng vòng quanh, đúng không? Sau đó mình chọn lệnh gì nhỉ? Connect thành một cái. Ok. Bây giờ mình chọn mặt. Thì chọn được cả bốn mặt này, đúng không? Thì để chọn cho nhanh, mình chọn cạnh này trước, sau đó chọn ring này, sau đó giữ Ctrl chọn sang mặt, thì mình sẽ chọn được các mặt ở đấy. Bây giờ dùng lệnh gì nhỉ? Edit. Thì khi dùng Edit ấy, mọi người sẽ nhìn thấy hiện tượng như này. Nếu mình chọn chế độ group nhá, thì các mặt này nó chỉ được edit theo một hướng thôi, nó không được edit ra xung quanh. Mình chọn lệnh by polygon này để mở rộng cái edit ra theo theo hướng pháp tuyến của từng mặt. Đấy. Đưa sâu vào như này, trừ khoảng 300 chẳng hạn, trừ 500 đi. Đây mình về mặt đứng để xem mặt cắt trần của nó này. Thì đây trần đây, đúng không? Thì về sau mình sẽ đặt đèn hắt ở trong này, hắt chiếu ánh sáng ra ngoài như này. Đấy, nó là như vậy, đúng không? Đấy, hơi tối bởi vì mình chưa có đặt ánh sáng hay chưa có gì cả. Cái khối này không cần nữa, xóa đi. Còn cái khối trên này mọi người chỉ cần dựng khối trụ và khối bóc đặt vào thôi. Nhưng theo mình là cái hai khối này không nên có thì hơn. Bây giờ quay lại cái tường bên này, mình muốn tạo thêm một cái vách trang trí chẳng hạn, nó âm tường, thì vẫn cái dạ cửa mình có ở đây. Mình sẽ chọn là gì nhỉ? Chọn là mặt này. Mình sẽ outline nó vào, hoặc là mình sẽ connect từ trên xuống dưới. Đấy. Connect thành đôi cái này. Thì có thể connect đến ra hết như này, kéo giãn nó ra. Mình muốn nó rộng bằng cái trần chẳng hạn. Đấy, muốn rộng bằng trần thì mình lại kéo giãn nó ra, ping nó rộng bằng trần này. Được chưa? Ping rộng bằng trần về mặt bên này, rộng bằng cái mép trần này. Hoặc là mình lại dùng cái cách ban nãy, đúng không? Tức là mình chọn mặt ở đây, mình dùng lệnh quick slide làm lại luôn cái lệnh đấy cho mọi người quan sát lại lần nữa nhá. Chọn hai cái mặt này này, sau đó thì về mặt bằng, mặt bằng cũng được, chọn quick slide này và bắt điểm theo chạy theo cái vết trần này, đúng không? Bắt từ bên này qua bên này. Đấy, thì mình sẽ có một cái vết chặt xuống bên dưới như này. Bây giờ edit cái này vào trong, đúng không? Edit vào trong, âm ở trong trừ 150 này. Ok này. Cái chỗ này tương tự như ban nãy. Chọn ring này, chọn connect một cái thôi. Ok này, chạm mặt này, đúng không? Edit chút ngược lên. Trừ 150, trừ 200 đi. Đấy. Bây giờ có như này rồi, đúng không? Về sau mọi người đặt đèn hắt từ trên này xuống. Đấy. Thì đây là cái cách dựng cái phòng với những lệnh poly cơ bản. Thì trong buổi hôm sau mình sẽ hướng dẫn dựng tiếp phần sofa này, rồi các cái đồ nó sẽ còn lại.
đèn này, rồi sofa, rồi rèm các thứ. Ok.